Tường Lê Vlog xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn quay trở lại với thành phố Long Beach để tham quan một nơi có rất nhiều sinh vật biển, những sinh vật biển ở tận dưới đáy biển sâu mà chúng ta ít khi nào gặp được. Chúng ta có thể sờ và chạm vào chúng và cùng tham quan những cái show biểu diễn về các chú hải cẩu rất đáng yêu và dễ thương. Xin mời các bạn cùng đến với Aquarium of the Pacific. Hello, xin chào các bạn nha. Tại mình đang ở thành phố biển Long Beach và sau lưng mình đây là cái hồ cá gọi là hồ cá Thái Bình Dương, Aquarium of the Pacific, cũng nằm tại thành phố Long Beach luôn các bạn. Ở trong đây thì người ta trưng bày những mẫu vật của dưới sâu đại dương, với lại họ có nuôi những cái loài cá mà bình thường chúng ta không thể nào gặp được. Đó là những con cá sâu ở dưới đáy biển cùng với nhiều loài sinh vật rất đặc biệt các bạn. Ok, mời các bạn đi chung với mình nhé. Ok, xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở thành phố biển Long Beach. Thì cái thành phố biển Long Beach, ở video trước mình đã quay cho các bạn sơ về cái cảnh biển ở thành phố này rồi. Các bạn nào chưa xem thì mình để đường link ở dưới. Thì hiện tại mình đang ở một địa điểm du lịch khác của thành phố Long Beach. Ở đây là cái hồ cá được gọi là Aquarium of the Pacific, tức là hồ cá Thái Bình Dương. Ở trong đây thì người ta nuôi những con cá để cho khách tham quan những loài cá mà sinh vật biển nó nằm sâu dưới đáy biển các bạn, mà bình thường chúng ta không thể nào biết được. Ok, bây giờ mời các bạn vào trong nhé. Rồi vào đây các bạn phải mua vé. Khi bạn mua vé người ta cho cái này, đây cái lịch trình biểu diễn trong ngày nè, cái này một cuốn sổ này. Cuốn sổ này người ta ghi thông tin về các loài cá, với lại cái bản đồ của cái thủy cung trong đây, thông tin rất nhiều loài cá ở đây. Cái này cái vé bạn đừng bỏ đi nha. Cái vé này bạn nào mà đi xe thì người ta miễn phí đậu xe. Ở tầng dưới ngay cửa người ta có để cái hồ cá nhỏ này các bạn, đây mấy cái loài cá biển, mấy loài cá đẹp, đẹp ha, đủ màu sắc hết. Đây ở kế bên cái hồ thường người ta để những cái thông tin này nè, các bạn đọc nè, tên loài cá này nó xuất xứ từ nơi nào đó. Mình đi vô đây kìa. Này có khu này, này ở chỗ này như là chỗ người ta trình chiếu các cái phim về đại dương các bạn ơi. Đúng rồi nè, những cái slideshow và mấy cái hiệu ứng phim 3D 4D rồi chỗ này ta trình chiếu ở chỗ đó. Mình có ghế ngồi giờ chưa tới show, để bên hồi mình coi cái lịch coi có show diễn hay không. Chỗ này người ta cho chạm thử mấy con tên này bạn, thấy mấy con tên nhỏ nhỏ cho mày chạm ngón tay xuống rồi nó buông lại á. Mấy con tên đỏ đỏ nhỏ nhỏ này, bám trên đá này. Cũng hơi khó nhìn. Cô để ngón tay xuống rồi nó chạm vô. Ngay cửa vô thì người ta có cái cửa hàng trưng bày bán đồ lưu niệm nè. Lại trên kia có con cá voi này, kích thước thật của nó. Nó trưng bày cái mô hình rất là to. Mẹ ha. Ngay tầng dưới này cũng có cái hồ hồ cá lớn nè, để mình đi lại đó mình cho bạn xem. Đây chỗ chụp hình ha. Chỗ chụp hình ghép hình lưu niệm. Nghe bạn, cái hồ cá rất là lớn rồi. Miếng cá trong đó cũng to lắm à. Trên kia, trên ốc có nguyên một bầy cá nhỏ luôn. Nhưng mấy cá này nó không có ăn cá nhỏ hay sao? À, trên đó có nguyên một bầy cá nhỏ các bạn thấy không? Đúng ở trên. Mấy cá dưới này to thiệt á. Rồi mình vào trong nha bạn.
Đến nơi đây, các bạn có thể chìm đắm trong thế giới đại dương và sát lại gần các chú cá mập lương biển, các loài cá xinh đẹp đầy màu sắc và dễ thương của Thái Bình Dương, làm giàu thêm hiểu biết về cuộc sống trong lòng đại dương với những điều kỳ thú mà chỉ Thái Bình Dương, quần thể lớn nhất hành tinh mới có. Sức thu hút của bờ biển tại Long Beach này chính là quy mô lớn đến mức chứa được cả 3 sân bóng ở bên trong không gian rộng 3 tầng. Không gian trưng bày rộng lớn này tái tạo lại 3 vùng chính của Thái Bình Dương: vùng nước ôn đới miền Nam California, vùng băng giá miền Bắc Thái Bình Dương và vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Này cá ngựa, hai con mắm ngựa cây. Bào ngư đóng trên đá. Ui, coi con bạch tuộc kìa, nhóc kìa, to chưa? Này hồ gì đây? Này mấy con cá nhỏ nhỏ à. Mấy cá cũng nhìn không có đẹp gì, cá bình thường các bạn. Con đây nè, cái này mấy con sứa nè, nhìn đã mắt chưa, trong suốt à. Mấy con này mình khó gặp ở bên ngoài các bạn, gặp nó cũng đâu thấy biết nó bơi như thế nào đâu. Này còn rất là nhiều sứa luôn. Hay một loại khác nữa nè, coi râu nó dài chưa kìa. Dưới này như có một con nữa nè, nó bơi xuống dưới. Con này nhìn nè, đẹp chưa. Còn bên đây, bên đây đẹp hơn nữa nè, coi râu dài chưa kìa. Sứa nó có nhiều loại sứa, mình thấy trong đây trưng bày cũng nhiều loại lắm. Anh chụp hình đây đây cái à, như mình thấy con hồi trước, hồ hải cẩu vậy bạn, hải cẩu rái cá vậy. Hai anh chị chọc nó hả, hải cẩu thì nó rất là tò mò vậy, cầm cái gì à, bạn quơ cái gì nó đi theo thôi. Dưới có mấy con rái cá nữa kìa, ở đây chọc nó nè. Thấy cưng chưa, giống nó mặt, giống mặt chuột kìa, nhìn theo. Rồi bơi rồi. Đây như cái hồ nó trong suốt, giống như mình đi ở trong cái đường ống vậy bạn, xung quanh mình là nước hết, nó đi dưới đáy đại dương vậy đó. Hải cẩu nè, hồ này cũng có cá lạ, cá này cá nóc. Các bạn thấy mấy cái con ở dưới cát nó lúc cái đầu lên không, ghê chưa, giống như rắn vậy đó. Giờ đây ta để cái kính lúp, bạn có thể nhìn rõ nè, quay thấy không? À, thấy nè bạn, đó thấy chưa, cái sinh vật này rất là lạ, nằm ở tuốt cái đáy biển, người ta bắt nuôi đây. Dưới mặt nước là vô số các hoạt động đang diễn ra. Các bạn sẽ dán mắt vào thành kính của thủy cung mà chiêm ngưỡng những hình dáng và màu sắc của hơn 11.000 động vật của đại dương, đại diện hơn 500 loài. Các bạn cũng có thể xem chúng ăn vào giờ ăn và cũng có thể chạm tay vào chúng trong nhiều bể cho du khách để nhúng tay vào. Lại gần hơn với các loài sứa,
không có độc, hải sâm, cá đuối và các sinh vật biển khác. Các bạn cũng có thể nhúng ngón tay vào vũng cá mập để nựng vài chú cá mập con, rất là dễ thương. Một hành trình sau hậu trường dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về các cư dân của thủy cung, một cơ hội mạo hiểm trên khu vực trưng bày rộng lớn, khu đá ngầm nhiệt đới và cho cá ăn, du khách cũng có thể tham quan các khu vực không dành cho công chúng của tòa nhà và xem và tìm hiểu về cách bảo trì của thủy cung, từ việc lọc nước đến các loài vật. Đây cá, cái con sứa là đẹp bạn, màu vàng à. Thêm mấy cái hồ này có mấy con sứa nhỏ rồi. Những này nó phát sáng. Sứa này như nó phát sáng các bạn. Đẹp kia chưa? Nhỏ xíu à. Bên đây xem người ta để hai ba cái hồ chắc sứa không nè. Ở đây có lò này đã lắm nè bạn. Bạn đi trên người nó có cái luồng điện chạy đó, bạn thấy không? Đó, luồng điện đủ màu chạy trên cơ thể nó kìa. Rất là lạ. Thấy không? Đẹp ghê chưa? Một loại sứa khác nữa nè. Đây. Nhìn cũng là giống sứa luôn, nó phát sáng nè bạn. Cái con này như là rất là sâu với đại dương luôn, sâu nó không có ánh sáng luôn. Người ta bắt anh để trưng bày cho mọi người tham quan nè. Đẹp ghê không? Nhìn trong đây nghe mọi người. Này sứa con, nó giống như cái nồi. Cái chỗ nãy như là nó còn nhỏ hay rồi. Một xíu à. Đây này. Các con của loài này nó giống y chang à. Bơi đã ha. A Realm of the Pacific tại Long Beach, California được bình chọn bởi Barren.com là một trong 10 thủy cung tốt nhất để tham quan và tương tác trong quá trình học tập. Mái sóng hình đặc biệt của Aquarium đã là một bước ngoặt trên đường Harbour của Long Beach từ năm 1998. Aquarium of the Pacific tập trung vào các sinh vật biển của Thái Bình Dương với hơn 12.500 mẫu vật từ 550 loài trong 156.000 feet vuông không gian triển lãm. Khi đó nó không đưa bạn về các vùng biển ở tại nơi đây mà rất nhiều môi trường sống khác nhau của Thái Bình Dương ở trong Aquarium of the Pacific. Ở ngay chỗ cái hồ người ta cho chạm tay vào cái sinh vật biển này bạn, đó. Để người ta cho chạm tay vào những mấy cái con sao biển rồi nè. Sao biển, giếm biển rồi nè. Chỉ chạm được một ngón tay, tránh chạm đôi nhân đó nha các bạn, ở phần giữa đó nó, người ta sợ mấy con này nó chết. Chào thử mấy rau nó bám bạn, rau nó bám dữ lắm. Con kia kìa, người ta nhắc nhở không có cho chạm vô tay vô phần nhân của phần giữa nó, nó dễ chết. Con này sợ bên ngoài. Rồi đi tiếp qua đây có mấy con nhím biển để đi tới sợ thử coi. Con này râu nhiều, hơi ứng ứng tay mà cái râu mà bạn đụng vào nó dính, nó bám vô tay mình. Con nhím biển nè, gai cứng lắm mày, cái gai rất là cứng. Này có sào biển nữa nè. Cái này mấy loài sen được gọi là động vật các bạn chứ không phải là thực vật đâu. Chào con sao biển. Hơi nhám. Sao biển nhám. Da của sao biển nó hơi nhám bạn. Tới đây tùy theo cái giờ người ta mới vô cửa người ta có phát á, cái show biểu diễn như thế này nè. Cái này là show hải cẩu. Người ta huấn luyện hải cẩu vậy. Khôn chưa? Yeah.
Hôn chưa? Dễ thương chưa? Này chim cánh cụt nè, này cho nó ăn. Cái con này chắc quen với người, mình thấy nhân viên nào vô mấy con này cũng bu lại á, cho nó ăn riết nó quen rồi. Cái con này nhìn hơi tiếu tiếu. Thế đi ổn yển chứ bơi giỏi lắm á. Này thấy chưa, bơi giỏi lắm ạ. Đây cũng là một cái show nè các bạn, show người nhái nè. Đấy, thì tùy theo bây giờ ta có những cái show ở những cái hồ nào đó, ta trình diễn cho các bạn xem ở dưới đại dương. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mình tạm dừng video ở đây. Chúc các bạn một ngày may mắn. Và đừng quên like, share, subscribe, chia sẻ cho nhiều người cùng biết nha các bạn. Xin chào và tạm biệt các bạn.